Hi, chào mọi người đã trở lại với channel của ba chị em mình. Hôm nay mình sẽ làm món đậu hũ sốt thịt bằm. Thì nguyên liệu thì mình có thịt bằm, đậu hũ non, đậu hũ trứng, nấm, nấm mình dùng loại nấm nào cũng được, hành lá, hành tỏi băm, gừng băm, xuyên tiêu và một ít màu điều, tương ớt. Mọi người cùng vào bếp với mình nha. Hai muỗng nước tương, tương ớt, tiêu, ớt bột, dầu hào, dầu mè, chút muối, bột ngọt,